ta ơi, em bên đội phản đối phát bao cao su trong nhà trường thì nên làm gì ạ? Thầy ta ơi, em bên đội phản đối phát bao cao su trong trường đại học thì nên làm gì ạ? Em ơi, cái câu chuyện nó có gì đâu mà phản đối em. Ba thấy thì bình thường mà. Nước ngoài là còn nhỏ xíu là nó cho biết cách sử dụng bao cao su rồi đó. Trung học cơ sở là nó cho nói phải cho biết cách sử dụng bao cao su rồi đó em. Trời ơi, có vậy đâu cũng phản đối ta kỳ cục. Xài bao cao su bình thường có sao đâu. Bây giờ sinh viên này nọ kiểm nó thường xuyên và phải cho nó biết cái gọi là cái tác dụng của cái bao cao su chứ. Phải phát bao cao su nó cho nó biết chứ. Chứ mà im im sao được. Im im mà lỡ nha nó có bầu rồi sao.